Vâng, thưa quý vị, và chia tay tiếng hát với chị Vũ Cúc Mưa, bây giờ chúng ta cùng chào đón tiếng hát của anh Thanh Sang và một người bạn với ca khúc được mang tên Để Trả Lời Một Câu Hỏi. Vâng ạ, anh Thanh Sang đang ngồi đâu ạ? Xin mời anh. Dạ vâng, anh Thanh Sang là có một giọng hát rất là ngọt ngào mà anh đến từ hình như miền trong thì đúng hơn, bởi vì chắc chắn rằng là cái giọng hát của anh sẽ khác biệt với cả giọng hát ngày hôm nay. Xin mời anh ạ. Yêu mà chi nước mắt không còn, tâm hồn mình quá u hoài và buồn như đại dương. Đã từng đêm nghe tràn đầy tin thức nơi dù ngọn của đoạn trường, nhưng mà sao vẫn thấy nhớ nhung nhiều. Những lần đôi gió tan buồn buồn chỉ bờ môi. Tiệm vào khuya anh đèn mờ nhạt, khoảng giường phố gầy con mình tôi. Đam mê ơi tha thứ hết cho người, từ nay giữa đường ai nấy đi, rồi một ngày mai trên đường thiên lý nếu gặp buồn tim hãy quên những gì đã qua, chôn vùi đi bao phút giây thiên thần cho lòng mình chết một lần vì còn đâu. Bảo rằng không trăm ngàn lần cũng không đứng nhặt lại nữa để buồn. Yêu mà chi khi nước mắt không còn, tâm hồn mình hoa u hoài và buồn như đại dương. Đã từng đêm nghe tràn đầy tim thức lời ru ngọt của đoạn trường, nhưng mà sao vẫn thấy nhớ nhung nhiều. Những lần đôi gió tan buồn buồn làm chỉ bờ môi. Tiệm vào khuya anh đèn mờ nhạt, khoảng gần phố gầy con mình tôi. Đam mê ơi tha thứ hết cho người, từ nay giữa cuộc đời thì đường ai nấy đi, rồi một ngày mai trên đường thiên lý nếu gặp buồn xin hãy quên những gì đã qua, chôn vùi đi bao phút giây thiên thần cho lòng mình chết một lần vì còn đâu mà mơ. Bảo rằng không trăm ngàn lần cũng không đứng nhặt lại nữa thế buồn. Bảo rằng không
trăm ngàn lần cũng không đứng nhận lại không trăm ngàn lần cũng không đứng nhận lại người tôi trăm ngàn lần cũng không đứng xin cảm ơn anh Thanh Sáng rất nhiều. Một giọng hát tuyệt vời quý vị ha. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng là trong căn phòng ngày hôm nay có một anh nhạc công thì là chúng trong miền trong, còn anh Thanh Sáng cũng là trong miền trong. Ngày hôm nay có một cái đặc biệt đó là cái giọng miền Nam thì bao giờ hát cũng sẽ ngọt ngào, nó có cái gì đó một chất nhạc vàng hơn miền Bắc, đúng không quý vị? Xin cảm ơn tiếng hát của anh Thanh Sáng rất nhiều, giọng hát quá hay.